Rồi. Chào các em đến với chương trình là ôn giữa học kỳ 1 lớp 11 nha. Thì chúng ta sẽ có những cái chủ điểm về lý thuyết. Thì chủ điểm số 1 đó là chuỗi phản ứng. Thì ở chuỗi phản ứng này thì liên quan là chủ yếu là đến cái chương nitơ, nitơ phosphor, các hợp chất của nitơ nhé. Rồi chúng ta sẽ tiến hành. Ở phương trình số 1, phương trình đầu tiên thì đây là phương trình điều chế khí nitơ trong phòng thí nghiệm các em nha. Chúng ta sẽ bắt đầu ghi này. Đấy, chúng ta có amoni nitrit NH4NO2. Thì các bạn chỉ tiến hành nhiệt phân thôi. Đun nóng lên thì chúng ta sẽ thu được nitơ cộng với nước này. Rồi. Thì đây là phương trình điều chế khí nitơ trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên cái chất amoni nitrit này á, thì là cái chất này nó rất là kém bền. Do đó thông thường thì trong phòng thí nghiệm chúng ta không có sẵn cái chất NH4NO2 này các em nhé. Mà thông thường là chúng ta sẽ phải trộn hỗn hợp gồm có natri nitrit nè, NaNO2 trộn với amoni clorua, chúng ta trộn hai chất này với nhau. Thì bản chất khi trộn hai chất này với nhau thì chúng ta sẽ hiểu rằng là natri được ghép với clo ha, các bạn sẽ có được natri clorua này. Còn NO2 thì ghép với NH4 thành NH4NO2 thì phương trình nhiệt phân giống như trên. Đấy, chúng ta sẽ được nitơ cộng với nước ha. Rồi, đó là phương trình số 2. Phương trình số 3 của chúng ta là từ nitơ thành NH3. Thì đây là tính chất thể hiện tính oxy hóa của nitơ nhé. Tính oxy hóa của nitơ thể hiện qua hai các phần là nitơ có thể cộng được với hiro hoặc là nitơ cộng với kim loại. Thì đây phương trình số 3 là nitơ cộng hiro nha. Và sẽ có được nhớ là phản ứng này thuận nghịch hai chiều. Chúng ta phải có nhiệt độ và xúc tác. Đấy, các bạn sẽ thu được khí amo nhé. Rồi, phương trình số 4. Phương trình số 4 của chúng ta là nitơ thành NO. Đây là một cái phản ứng mà chứng minh cái nitơ của chúng ta nó có tính khử nha các bạn. Thì chúng ta sẽ cho nitơ cộng với oxy. Đấy, nhiệt độ rất là cao, các bạn có thể nhớ là nhiệt độ 3000 độ C hoặc là ghi là nhiệt độ cao cũng được. Đấy, thì chúng ta sẽ thu được khí NO. Rồi, phương trình số 5. Phương trình số 5 là từ NO thành NO2. Đây là khí không màu, NO là khí không màu bị hóa nâu trong không khí do là tác dụng với oxy để tạo ra khí NO2. Chúng ta cân bằng hai lần. Đấy, không màu hóa nâu trong không khí. À, phản ứng cuối cùng của chúng ta, phản ứng số 6 ở chuỗi này. Nitơ thành muối của natri. Thì các bạn sẽ cho nitơ cộng với kim loại natri này, các bạn nhớ phải đun nóng lên. Các phản ứng của nitơ thì thông thường là phải đun nóng ha, trừ cái phản ứng của nitơ cộng với khí kim loại lithium thôi. Và sẽ thu được muối hợp chất nitro của kim loại một lần, hai lần và sáu lần. Rồi, như vậy chúng ta xong chuỗi số 1 các bạn nhé. Rồi, bây giờ ta bắt đầu câu số 2, chuỗi số 2 các em nhé. Phản ứng số 1 là từ amoni clorua thành nitơ. Thì chuỗi này được lặp lại như chuỗi số 1 thôi. Bạn sẽ ghi phương trình 1. Chúng ta tiến hành trộn amoni clorua với natri nitrit nhé. Đấy, thì các bạn hiểu là thành NH4NO2 đấy. Thì các bạn sẽ nhiệt phân lên. Ta thu được muối natri clorua này cộng nitơ cộng nước ha. Rồi. Phương trình số 2 từ NH3 thành nitơ. Lại đây là amoniac. NH3 có tính khử đấy, có thể tác dụng được với đồng oxit này. Đun nóng. Các bạn sẽ thu được khí nitơ kim loại đồng và nước nha. Các bạn sẽ cân bằng thì nhìn hiro bên này 2, bên này 3 đúng không? Các bạn sẽ nhân lên cho 2 này, để cho 3 để hiro nó bằng nhau. Các bạn thấy là có 3 oxy, chúng ta cân bằng 3 oxy này, là 3 đồng. Đấy, thì phản ứng của chúng ta được cân bằng. Rồi. Phản ứng số 3. Từ nitơ thành NH3 thì phương trình là lặp lại rồi đúng không? Nitơ cộng hiro này, phản ứng điều chế NH3, tổng hợp NH3 chúng ta có trong bài tập đấy các bạn nha. Rồi. Phản ứng số 4. NH3 có tính 3 giờ, sau đó thì tác dụng với axit. Axit sulfuric ha. Các bạn thấy là ở đây nó người ta muốn biến thành muối là NH4HSO4.
Các bạn sẽ hiểu rằng là một niter nhận được 1H cộng ha, các như 1H cộng các bạn cho nhận 1H cộng qua bên này. Cho 1H cộng qua thì các bạn sẽ có được là NH4 đó. Được chưa? Còn bên này thì khi mà cho đi 1H cộng thì nó chỉ còn ở gốc HSO4 thôi. Đấy, đó là phương trình số số 4. Phương trình số 5. Thì các bạn quan sát thấy là từ muối amoni này hydrosulfat đó là một cái muối axit đúng không? Một muối axit mà bây giờ biến thành một cái muối mà gốc axit không còn H nữa, nên là biến thành muối trung hòa đó. Thì các bạn sẽ phải tiếp tục cho tác dụng với một 3 giờ nữa. Tác dụng môi trường 3 giờ tiếp, tác dụng tiếp với NH3. Thì khi đó cái H cộng còn lại ở đây này, nó sẽ cho có luôn có phân tử NH3, vậy các bạn sẽ được là NH4 đúng không? Có hai gốc NH4 như vậy. Hai lần SO4. Rồi. Phương trình số 6, phương trình số 6 là một cái phương trình mà dùng để nhận biết các muối amoni luôn đó các bạn. Tất cả những cái muối amoni có nghĩa là có gốc NH4 cộng thì khi vào môi trường 3 giờ thì đều biến thành khí NH3 có mùi khai, đây là cách nhận biết nhé. Đây sẽ ghi này, NH4 hai lần SO4. Các bạn tác dụng với một cái 3 giờ bất kỳ, ví dụ như đây dùng 3 giờ mạnh là NaOH chẳng hạn. Rồi. Thì chúng ta sẽ thu được muối là natri sulfat. Rồi. NH4 kết hợp với OH trừ không bền là tách thành NH3 và nước nhé. Đang cân bằng. Rồi. Phương trình số 7 của chúng ta được lặp lại rồi các bạn đúng không? N nitơ thành NO. Và nitơ có thể tác dụng với oxy ở nhiệt độ rất cao, 3000 độ C. Đó, thì bạn sẽ thu được khí NO này. Rồi. Phương trình số 8. NO từ khí không màu sẽ hóa nâu trong không khí. NO không màu hóa nâu vì là cộng với oxy này. Biến thành NO2. NO là khí không màu và NO2 là khí màu nâu đỏ, đó là không màu hóa nâu các bạn nhé. Rồi, như vậy chúng ta đã xong cái chuỗi thứ hai. Rồi, ta sẽ bắt đầu qua chuỗi thứ ba. Chuỗi thứ ba thì phương trình 1 từ natri nitrit thành nitơ. Phương trình được lặp lại các bạn đúng không? Lặp lại. Đây, điều chế khí nitơ thì các bạn sẽ có từ NaNO2 này. Đấy, các bạn nhớ trộn với muối amoni clorua. Rồi mình đun nóng lên. Rồi, chúng ta sẽ thu được là muối natri clorua này. Nitơ và nước. Đấy, các bạn viết nhiều lần ở đây này các bạn thuộc, đúng chưa? Nitơ tắt cạn khí đây. Phương trình số 2 thì nitơ thành NH3, quá quen đúng không? Nitơ thành NH3 cộng hydro. Thành NH3. Đấy. Rồi. Phương trình số 3, các bạn lưu ý là NH3 nó có hai cái phương trình phản ứng cháy đấy. Là cháy trong oxy. Nếu chúng ta chỉ đun nóng lên mà không có xúc tác thì chúng ta sẽ thu được khí N2 thôi, nitơ thôi. Còn nếu chúng ta có xúc tác là platin đấy, đó, thì các bạn sẽ thu được khí NO nhé và nước. Rồi, ta sẽ cân bằng này. Là 3H đây là 2H đúng không? Bạn thêm đây cho 3 là 2. Rồi. 2 nitơ, bạn đếm lên 5 ô, 5 oxy thì đây là 5 phần 2 O2. Đấy, phản ứng đã được cân bằng. Số 4. Từ NO thành NO2. NO thành NO2 thì các bạn khí không màu, hóa nâu trong không khí thôi. NO cộng oxy ra NO2, cân bằng 2 lần. Rồi, phản ứng số 5. Bạn lưu ý cái phản ứng số 5 này nhé. Muốn từ NO2 để biến thành HNO3 đấy, thì các bạn thêm oxy và thêm nước nhé. Thêm vừa oxy vừa nước vào thì chúng ta mới thu được axit nitric. Chứ còn nếu chúng ta không thêm khí oxy vào, chúng ta sẽ thu được hỗn hợp hai axit đó. Đây, cân bằng 2 lần. 2 lần ở đây. 1 phần 2 oxy. Bạn muốn bỏ phân số thì bạn nhân 2 cho cả toàn bộ phương trình. Phương trình số 6 thì đây là nằm trong cái phần tính chất hóa học của HNO3. Các bạn có thể khai thác phần phản ứng oxy hóa khử hoặc là phản ứng thể hiện tính axit của HNO3 cũng được. Thì để cho đơn giản thì các bạn sẽ cộng với oxit kim loại đi, cái đồng oxit nhé. Và sẽ thu được muối đồng.
cộng với nước. Còn cái phần cân bằng phản ứng oxy hóa khử thì chúng ta sẽ đi ở chủ điểm 4 các bạn. Rồi, các bạn cân bằng hai lần. Rồi, như vậy chúng ta đã xong chuỗi thứ ba. Rồi, ta đi chuỗi thứ tư. Chuỗi thứ tư này là tổng hợp của tất cả những cái phương trình ở trên. Chúng ta nói lại nhé. Chúng ta có phương trình 1. Từ amoni clorua. Đó, các bạn cho cộng với natri nitrit này. Rồi bạn đun lên. Được chưa? Thì các bạn sẽ thu được natri clorua, nitơ và nước. Rồi. Vậy là khí A đây là khí nitơ. Không, khí A là khí nitơ. Khí đây. Cho khí A cộng hydro xúc tác, nhiệt độ xúc tác và áp suất thì cái phương trình này là điều chế khí NH3 thôi, đúng không? Phương trình số 2. Nitơ cộng hydro. Nhiệt độ và xúc tác thì bạn sẽ thu được khí NH3. Như vậy B là khí NH3 nhé, B. Đấy, là NH3. Phương trình số 3, NH3 cộng oxy. Đun nóng có xúc tác. Phương trình số 3. NH3 đốt cháy trong oxy có xúc tác. Có xúc tác là platin nha các bạn, thì thu được khí NO cộng nước nha. Rồi, ta cân bằng. Cái 3 đây 2. 2 và 5/2 oxy. Rồi. Phương trình số 4. Vậy là khí C của chúng ta là khí NO. Đúng không? Vậy là NO không màu hóa nâu, chúng ta sẽ cho NO không màu hóa nâu trong không khí vì tác dụng tạo ra khí NO2. Rồi như vậy NO2 chính là khí D. Ta tiếp tục. Phương trình số 5. Phương trình số 5. NH3, B là NH3 cho cộng với axit nitric. Thì các bạn đây là NH3 thì có tính 3 giờ thì tác dụng đối với axit, đúng không? NH3 này. Nó có tính 3 giờ thì nó phải tác dụng đối với axit thôi. Đúng chưa? 1H cho cái bên này biến thành NH4 thì bạn sẽ thu được NH4 NO3. Đấy, như vậy đây là chất E. Ở phương trình số 6 chúng ta nhiệt phân muối amoni nitrat ha. Nhiệt phân muối amoni nitrat. NH4 NO3 chúng ta nhiệt phân. Bạn đừng nhầm qua NH4 NO2 nhé. NH4 NO3 thì nhiệt phân nó sẽ ra khí N2O và cộng với hai nước. Đây khí cười đây. Rồi, chúng ta có cuối cùng phản ứng số 7. Phản ứng số 7 NH3 cộng với đồng oxit. NH3 cộng với đồng oxit. Đây là phản ứng chứng minh tính khử của NH3. Bạn đun nóng lên thu được khí nitơ, đồng và nước. Chúng ta cân bằng ha. Bạn hạ. Rồi, vậy chúng ta đã xong 4 chuỗi phản ứng trọng tâm ôn thi giữa học kỳ 1 các bạn nhé.